quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ly hôn đã lâu, Nhật Kim Anh chua xót. Kỷ niệm ùa về muốn xé toạc trái tim. Cuộc sống hiện tại của Nhật Kim Anh đã ổn định, chỉ còn chờ phán quyết của tòa về chuyện nuôi con. Nhưng đôi khi cô vẫn bị đau nhói về kỷ niệm cũ ùa về. Đã một thời gian dài trôi qua, nhưng Nhật Kim Anh và chồng cũ Ngô Bửu Lộc vẫn chưa giải quyết xong tranh chấp quyền nuôi con. Dù muốn con có cuộc sống đầy đủ nhất có thể, nhưng Nhật Kim Anh thừa nhận rằng cô và chồng cũ không thể quay về với nhau. Từng có thời gian dài tìm hiểu và yêu nhau nồng nhiệt, nhưng sau khi ly hôn, nữ ca sĩ Tam Tuần Tứ Tuyệt đã nhiều lần bức xúc, tố cáo Bửu Lộc gây khó dễ không muốn cho gặp con, thậm chí còn tiết lộ từng bị đánh đập. Cách đây ít giờ, Nhật Kim Anh chia sẻ bài hát Lỡ Tin Ai Đó còn đăng kèm status, đôi khi kỷ niệm ùa về như muốn xé toạc trái tim của mình. Nhiều người cho rằng bà mẹ một con này đang buồn về chuyện tình cảm hôn nhân không trọn vẹn, nên khi nhớ về những kỷ niệm trước đó thì trái tim lại vô cùng đau đớn. Không ít nhân mạng động viên Nhật Kim Anh khuyên cô nên nghĩ đến những điều tốt đẹp trong tương lai. Nhật Kim Anh chia sẻ dòng trạng thái tâm trạng cùng hai bức ảnh mệt mỏi trên giường bệnh. Được biết đây là hình ảnh trong MV của cô, nhưng có lẽ diễn tả đầy đủ cảm xúc hiện tại của nữ ca sĩ. Rất nhiều người gửi lời động viên đến Nhật Kim Anh. Trước đó cô cũng liên tục đăng tải những status buồn cho rằng lỡ tin một ai đó một lần thôi. Thời gian vừa qua khi dịch bệnh hoành hành, Nhật Kim Anh đã làm từ thiện rất nhiều. Mỗi ngày nữ ca sĩ đều cầu nguyện để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn. Nhật Kim Anh hy vọng một ngày nào đó sẽ được đón con về sống cùng. Tuy nhiên cuộc chiến giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh có lẽ rất khó có hồi kết. Hình ảnh ngọt ngào một thời của Nhật Kim Anh và chồng cũ. Bé Lavi chưa biết Mai Phương mất, vài ngày nữa mẹ về với con nha. Hiện tại Lavi được hai cô bảo mẫu nuôi dưỡng như từ xưa đến nay. Bé rất hay hỏi đến mẹ và người thân phải tìm mọi cách dụ dỗ. Đã khoảng 3 tuần Mai Phương qua đời, nhưng những thông tin liên quan đến cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khắp nơi. Ai cũng thương xót cho người phụ nữ mạnh mẽ như bạc phận. Ở thời điểm hiện tại, công chúng còn lo cho bé Lavi. Cô con gái chỉ mới 7 tuổi nhưng đã phải sống xa cha mẹ. Dù tình thương của mọi người xung quanh có nhiều đến nhường nào cũng không thể sánh với sự chăm lo của phụ huynh. Khung ảnh hiếm hoi của ba thành viên hạnh phúc ở nhiều năm trước, xót xa khoảnh khắc Mai Phương lúc sinh thời chơi đùa với con gái. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân quản lý của cố diễn viên vừa chia sẻ đoạn clip ngắn khoảng 1 phút và khiến nhiều người rơi nước mắt. Đây là những hình ảnh lúc Mai Phương đã mắc bệnh nhưng vẫn còn có khả năng chơi đùa và trò chuyện với Lavi. Liên lạc với quản lý của Mai Phương, anh đã chia sẻ một số thông tin về tình hình của nhóc tỳ ở hiện tại. Bé vẫn được ở cùng với hai cô bảo mẫu và khá an toàn. Tuy nhiên Lavi vẫn chưa nhận thức rõ chuyện mẹ đã ra đi mãi mãi. Cô bé vẫn thường xuyên hỏi về mẹ, khi nào mẹ sẽ về và những lúc thế này mọi người xung quanh phải mang đồ chơi ra để dụ dỗ nhằm mục đích cho con bị thu hút và lãng quên đi những câu hỏi làm người bên cạnh rơi nước mắt. Nhóc tỳ ngồi chơi và thường nhắc đến mẹ. Hiện tại cô bé vẫn được nhiều người xung quanh che chở. Chẳng những thế, có những lúc bé Lavi tự ngồi chơi búp bê rồi đóng giả hình ảnh mẹ với con như thuở Mai Phương còn khỏe mạnh. Quản lý của cô kể lại rằng con gái hay tự ngồi nói một mình. Giờ Lavi là mẹ, bạn búp bê là Lavi nha. Lavi hỏi, mẹ ơi mẹ lên thiên đàng rồi phải không mẹ? Mẹ lên thiên đàng rồi con, Lavi. Rồi khi nào mẹ về với con? Vài ngày nữa mẹ về với con nha mẹ. Lâu lâu con lại thốt lên con nhớ mẹ quá. Những câu thoại bé tự nghĩ ra, nhưng ai nghe được cũng không tránh khỏi sự xót xa. Quản lý dâng cơm chay cho Mai Phương. Tại tang lễ của nữ diễn viên, nhiều người khá thắc mắc khi thấy quản lý là người bê di ảnh của cô. Vốn dĩ những việc làm này phải do người thân trong gia đình hay ruột thịt thực hiện, anh tâm sự. Với những người khác sẽ kiên cử nhưng vì nhà chỉ ít người, bác gái cũng muốn người mang di ảnh là đàn ông mà lúc đó lại chẳng có ai nên tôi nhận thực hiện. Chị em làm việc bao lâu nay, tôi hiểu những gì chị phải trải qua nên tôi không ngại hay kiên cử việc mang di ảnh của người mất cả. Bên cạnh đó, công chúng lại ngỡ ngàng hơn khi thấy quản lý tiếp tục thực hiện những bữa cơm chay để dâng đến chị. Công việc cúng cơm từ xưa đến nay phải do người trong gia đình thực hiện. Chia sẻ với báo, anh cho hay, mỗi ngày tôi đều chuẩn bị mâm cơm chay chỉnh chu để dâng chị. Tôi sẽ làm công việc này đến 49 ngày chị mất. Đây là một trong những nghi thức khá truyền thống. Tôi tự nguyện làm vì muốn chị có những bữa cơm đầy đủ. Tôi cũng đi chùa cầu nguyện phát gạo từ thiện đi phóng sanh. Chị với mong muốn hồi hướng cho mẹ Lavi, mong chị ra đi thanh thản nhất. Mỗi ngày anh lại tự tay chuẩn bị nhiều món ăn ngon, trái cây tráng miệng, nước uống rất kỹ lưỡng.
quản lý cũng liên tục cập nhật thông tin liên quan đến LaVie, đưa bé về chung cư để lấy đồ cần thiết. Được biết ba mẹ nữ diễn viên đã sống trong căn hộ của cô trước đây. Những hành động mà mọi người thân cận với Mai Phương như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, anh quản lý, hai cô bảo mẫu đã phần nào minh chứng được rằng tình cảm họ dành cho cô diễn viên rất lớn. Ai cũng mong rằng cô sẽ đón nhận được nhiều bình yên ở một thế giới khác. Thúy Diễm, con trai không nhận ra tôi sau 6 tháng đi quay phim. Bà xã Lương Thế Thành cho hay, cô mới trở về nhà sau 6 tháng tập trung quay phim ở Bình Thuận. Cô tăng cân, da đen sạm khiến con trai không nhận ra. Thúy Diễm kể cô vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng tại Bình Thuận. Nữ diễn viên trở về nhà từ ngày 17 tháng 4. Chia sẻ với báo về cảm xúc, sau 6 tháng xa nhà đóng phim, bà xã Lương Thế Thành nói, trước khi quyết định nhận phim, tôi được ông xã động viên tinh thần khích lệ rất nhiều. Tôi cũng háo hức được nhận một vai diễn hay ấn tượng. Thời gian qua tôi cũng được sống hết mình với nhân vật, nhưng vì nhà nhìn con trai lớn, biết nhiều hơn khiến tôi bị hụt hẫng. Tôi cảm thấy hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ thời gian con phát triển. Nữ diễn viên Rưng Rưng kể giây phút đầu tiên bước vào nhà, con trai hơn 1 tuổi đã không nhận ra tôi. Làm sao nhận ra khi tôi vừa mập vừa đen, chưa bao giờ da tôi đen đến thế. Bảo Bảo đã lảng tránh tôi gần 1 ngày, sau đó tôi phải trò chuyện bế ổng con mới dần nhận ra, cô nói. Sau 6 tháng xa mẹ, cậu bé hơn 1 tuổi quấn quýt đeo bám nữ diễn viên. Thúy Diễm cho biết cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm của con trai. Cô cho rằng thời gian qua, bé được Lương Thế Thành và ông bà nội chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên tình mẫu tử thì không gì thay thế được. 6 tháng qua tôi đã được sống cho bản thân mình. Sau này tôi chắc không dám nhận phim quay tỉnh xa trong thời gian dài như Cát Đỏ. Tôi muốn ở bên cùng con trưởng thành từng ngày. Nếu không đồng hành với khoảng thời gian phát triển của con, mình sẽ phải hối tiếc, cô tâm sự. Cũng trong thời gian quay phim xa, Thúy Diễm càng cảm nhận được tình cảm và sự chu đáo của ông xã Lương Thế Thành. Theo cô, ông xã luôn khuyến khích cô theo đuổi đam mê. Chính anh tình nguyện ở nhà chăm sóc con để Thúy Diễm rong ruổi cùng đoàn phim Cát Đỏ quay phim. Chúng tôi quay phim ở khu vực hoang vắng của Bình Thuận, hầu như không có sóng điện thoại. Chỉ khi tôi về khách sạn mới có thể gọi FaceTime cho hai cha con. Nếu không có ông xã hiểu và chia sẻ, chắc chắn tôi sẽ không thể tập trung hoàn toàn cho vai diễn. Diễn viên 8X trải lòng. Nói về kế hoạch sắp tới, nữ diễn viên cười lớn. Mục tiêu lớn nhất của tôi là giảm cân và dưỡng da. Thời gian lăn lộn đóng phim ở đồi cát, nắng cháy da, nhan sắc của tôi bị tàn phai. Vì vậy tôi phải trở lại tập thể dục dưỡng da. Trước đó chia sẻ về chuyện vợ đi đóng phim xa, Lương Thế Thành cho biết, một mình tôi lau dọn nhà cửa, nấu ăn, lo lắng cho con. Ngay việc cho bé ăn cũng là một vấn đề phức tạp. Nhiều lúc con ham chơi không chịu ăn, tôi phải đi theo năn nỉ. Mỗi bữa ăn kiểu bé kéo dài 2-3 tiếng là chuyện bình thường. Ở nhà nhiều mới biết nội trợ trong gia đình nhiều khi còn vất vả hơn công việc ở ngoài xã hội. Thực sự tôi thấy thương và thấm thía cho sự mệt nhọc của những người mẹ, người phụ nữ. Bị tố không ưa Mai Phương, Lan Phương gây gắt phản pháo, suy diễn hẹp hòi. Nữ diễn viên Lan Phương cho biết bản thân phải lên tiếng một lần để tránh hiểu lầm bàn cãi. Sau nhiều ngày im lặng, mới đây trên trang cá nhân của mình, Lan Phương lần đầu lên tiếng về nghi vấn không ưa Mai Phương mà cư dân mạng đang đồn thổi. Cô cho rằng câu chuyện đã trôi qua hơn chục năm nên chính cô cũng không còn nhớ. Chuyện một diễn viên tham gia hai vai diễn là điều thường thấy. Cô không hiểu lý do gì nhiều người không quen, không thân lại có thể tùy ý đánh giá về cô một cách thiếu chính xác. Lan Phương viết, đã 10-15 năm không hề gặp nhau, trước cũng không thân quen gì. Và nói thật tôi cũng không nhớ gì nhiều về họ, mà vẫn có những người cho rằng họ có thể đánh giá tôi là người như thế nào. Mới đây họ chia sẻ thông tin để rồi các trang mạng xã hội lan truyền và suy diễn sai lệch về tôi. Rất tiếc là họ đã và sẽ không thể tác động đến cuộc sống của tôi, mà còn làm thể diện của họ giảm đi thôi. Tôi không muốn tranh cãi, tôi chỉ muốn lên tiếng một lần để tránh sự việc suy diễn sai lệch lan ra khắp nơi, bởi điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn không đúng với người đã khuất. Một vai diễn có hai người diễn chung là quá bình thường ở các sân khấu phía Nam. Tự dưng kết luận là hai nàng Mỹ Châu làm sao ưa nhau được, là suy diễn hẹp hòi mà không có bất cứ một kiểm chứng gì. Bản thân tôi còn không nghĩ gì đến chuyện diễn chung vai đó mà. Nhiều người có thể không đồng ý, nhưng chắc chắn có rất nhiều người đồng cảm với điều Phương viết. Chỉ có điều họ không cần bỏ thời gian comment qua lại với những người đang suy diễn về Phương. Bất cứ câu chuyện nào cũng có nhiều chiều để nhìn nhận. Mạng xã hội làm cho việc dừng lại để suy nghĩ, xem xét sự việc theo nhiều chiều hướng trước khi đánh giá trở nên xa xỉ. Khi đánh giá sự việc ở nhiều góc độ, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc, chân thật hơn. Và điều đó sẽ làm cho chính mình và xã hội trở nên nhân ái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dòng trạng thái của Lan Phương không nhận được sự ứng từ cộng đồng mạng. Có vẻ câu chuyện ban đầu đã khiến họ mất đi ít nhiều cảm tình dành cho cô.
Trước đó trên trang cá nhân, nghệ sĩ Gia Bảo đã viết một dòng trạng thái đầy ẩn ý. Đã đầu óc không bình thường, không biết được những gì bên trong thì nên im lặng. Nói bậy nói bạ không đúng chỗ là kỳ lắm nha bà điên thị xã. Phía dưới bình luận, nam diễn viên Thanh Bình lập tức hưởng ứng. Mà tự nhiên ý kiến chi vậy không biết nữa, lần nào cũng vậy. Đáp lại bạn mình, cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc bày tỏ: kỳ quá ông ơi, nói được lời nào hay thì nói, bạn mất rồi mà. Qua lời lẽ và theo chuỗi sự kiện khiến dân mạng ngầm hiểu, Gia Bảo đang ẩn ý nói đến chuyện Lan Phương bất ngờ lên tiếng về sự việc của gia đình Mai Phương, dù không liên quan đến mình. Tiếp đó, khi một đồng nghiệp ở sân khấu kịch bình luận: hay như vậy lắm anh ơi, từ hồi còn diễn sân khấu cũng hay vô duyên. Gia Bảo cũng tiếp lời: hai nàng Mỹ Châu mà sao ưa nhau được. Dòng bình luận của nam nghệ sĩ khiến các cư dân mạng cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Lan Phương không ưa cố diễn viên Mai Phương. Nghệ sĩ Gia Bảo ngầm ẩn ý Lan Phương không ưa Mai Phương. Trước đó, diễn viên Lan Phương gây tranh cãi khi đăng dòng trạng thái bên vực mẹ của cố diễn viên Mai Phương về đoạn clip được cho là bạo hành con gái ngày cuối đời. Nhiều cư dân mạng cho rằng diễn viên nàng do order bám fan và không tiếc lời chỉ trích nữ diễn viên.